đã quay lại với kênh Hệ thống Hiến Thành Phát, mình là Hồng Nhung. Thì video ngày hôm nay Nhung sẽ giới thiệu cũng như là quay những cái màu Accenter mà hiện tại đang có mặt ở cửa hàng Nhung. Tại vì theo như Nhung được biết là khoảng tháng 1 này, đầu tháng 1 này thì bên nhà máy người ta đã chuẩn bị là ngưng sản xuất cái mẫu tem 2020 rồi, và thay vào đó là sản xuất ra cái tem Accenter 155 á. Thì những cái màu cũ này chuẩn bị tới đây sẽ không còn nữa, cho nên là những bạn nào mà có muốn mua Accenter 150 á thì cứ ghé tiệm Nhung ngay để rước những em này về nha. Những cái mẫu mới này sẽ chuẩn bị là độc quyền rồi đó, không còn sản xuất nữa đâu. Thì bên cạnh Nhung sẽ nói trước là một em Accenter màu xanh GB nhá. Màu này ở trong cà vẹt của em nó ghi là màu xanh đen. Bên Nhung có giới thiệu nhiều rồi, thì hôm nay Nhung cũng nói qua một chút về màu thôi để cho các bạn cùng xem. Màu này thì cái kiểu tem rất là đơn giản nhưng mà đẹp mắt ha. Bạn nào mà hợp cái mệnh của mình hợp với màu xanh này thì đi cũng rất là đẹp. Mệnh thủy á ha. Rồi, màu xanh này thì nhà máy có sơn theo kiểu mâm màu xanh nữa để nguyên cái bộ dàn áo và cũng như là mâm đi cho nó nổi bật ha. Rồi. Tiếp theo là các bạn cùng Nhung đi quan sát này. Một Accenter màu đen. Màu đen đen kiểu như là có một chút tem vàng đồng này nha. Thì màu đen này cũng dành cho những cái bạn nào mà không thích nổi bật đó. Màu đen này nó rất trầm màu và kiểu như là đẹp. Thấy màu này rất là hợp nha. Thì bên cạnh một em màu đen Accenter màu đen thì bên Nhung có up tem một em Accenter màu xanh đen. Màu xanh này theo kiểu màu xanh lục, thì xanh kiểu xanh sữa ha, rất là đẹp. Mâm thì có đi mâm màu xanh, xanh hơi nổi bật một chút. Các bạn này cùng Nhung xem những cái tem trên xe này. Ở phần trước thì có ghi là 150 nha. Bên cạnh hai bên thì sẽ có là hai con số, những cái chữ số, những cái chữ nữa thì làm nổi bật cho cái phần mặt trước của xe. Rồi, ở dưới đây thì sẽ có một chút ký tự này. Ở cái phần dày trước của xe thì là ở phần giữa là màu đen, còn hai bên là màu xanh ha. Đi ở cái phần ở giữa thì sẽ có để thêm một cái chữ nữa, thì làm cho cái xe của mình kiểu như là nó cá tính hơn á. Phía sau thì cũng sơn một số ha, một số cái chữ nữa thì làm rất là đẹp mắt, nhưng mà Nhung khó quay quá. Những bạn nào mà ưng nhìn em này kỹ thì cứ kêu Nhung chụp hình rõ từng chi tiết cho nha. Nhung chụp hình Nhung gửi qua cho. Tiếp theo là em màu xanh, Nhung cũng nói rồi. Đây là một em trắng đỏ. Từ năm này qua năm khác thì em trắng đỏ màu này thì rất là được các bạn ưa chuộng. Tại vì là nó rất là nổi bật cũng như là có sức hút ha các bạn. Màu trắng đỏ này rất là đẹp. Rồi, tiếp theo các bạn cùng Nhung đi quan sát tiếp theo nha. Đây là một em Accenter màu xám cam đen ha. Màu xám cam đen này Nhung thấy nhiều bạn hỏi Nhung lắm, mà đợt này mới về được một hai con cuối cùng thôi. Màu này thì các bạn hãy nhanh tay và tới cửa hàng Nhung rước em nó về nha. Bên cạnh em xám cam đen sẽ là một em Accenter màu xanh, cũng là xanh đen luôn. Sơn theo kiểu cái màu tem giống kiểu tem xe lúc nãy Nhung có giới thiệu á, màu xanh bên kia. Cái màu này nó kiểu như là xanh xi măng á các bạn. Rồi. Thì hiện tại những cái mẫu ẹc Nhung vừa nói tới thì giá dao động khoảng từ 43 cho tới 45 triệu. Giá đó là có màu sơn rồi ha các bạn. Các bạn chỉ cần cộng phí biển số luôn nữa thôi. Và thủ tục trả góp thì khi mua xe các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 7 cho tới 8 triệu đồng. Và mang theo chứng minh bằng lái, cũng như là không có bằng lái thì mang theo hộ khẩu nha các bạn. Nhung sẽ hỗ trợ làm hồ sơ trả góp cho các bạn. Bên Nhung thì hiện tại bao biển số tất cả các tỉnh, cho nên những các bạn ở tỉnh khác tới mua xe thì không cần lo lắng về cái phần thủ tục biển số nhá. Khi nào bên Nhung làm biển số xong, những bạn ở xa chỉ tới cửa hàng Nhung mua xe một lần thôi. Còn những lần sau, giấy tờ biển số, cà vẹt gì đó Nhung sẽ gửi xuống tận nơi cho các bạn luôn. Các bạn không cần phải đi xa nhá. Thì hiện tại hôm nay Nhung quay clip ẹc tới đây thôi. Còn những bạn nào mà có muốn xem những cái màu xe khác ở Vario cũng như là xa chia gì đó thì cứ comment bên dưới để Nhung phục vụ các bạn ở những clip sau nữa nha. Thì địa chỉ của cửa hàng Nhung hiện tại đang nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại Zalo cũng như số cá nhân của Nhung là 0353 545 958. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi Nhung nha. Rồi, clip của Nhung tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào các bạn.